triệu. 50 triệu. Bóc dáng outfit. Trai xinh gái đẹp, đại học Chí Tân. Let's go. Dạ em là Phan Quang Chi đến từ K27 VTD2 ạ. Và Nguyễn Hữu Nam đến từ VTD2 của ngành truyền thông đa phương tiện. Mình tên là Việt Anh, mình sinh năm 2004, mình học ngành quan hệ quốc tế tiếng Trung. Cái áo là đợt đấy em mua tao bao là 400, còn cái quần là 300 mấy em cũng không nhớ lắm. Còn dép là em được tặng. Outfit cái người mình có áo là mình mua second hand tầm 100.000, áo thun mình mua tầm 80 và quần mình mua tầm 200.000, và đôi dài mình mua second hand tầm 600.000. Cái mũ mình mua tầm 50, cái kính mình mua tầm 50. Áo là 950, quần là 350, áo trong là tầm cỡ 50 sao em cũng nhớ nữa. Còn cái kiếm này thì điều ạ. Còn cái mũ này thì em chôn. Thế là gần 1.500.000 khoảng tầm thế. Chẳng hạn tầm món được không? Giày thì mình mua trên Shopee khoảng 400. Còn quần thì là từ Rose Workshop 408. Rồi áo relay là mình sang second hand thì giá chắc khoảng 150. Áo này là của Hồng OCB thì hình như mình nhớ là mình mua có giảm giá là chỉ có 210. Còn mũ thì mình mua bên Optic thì là 400. Thì người bạn thấy bao nhiêu ạ? Em mặc đồ second hand không anh, cho nên là áo này em mua chắc tầm 50-60 gì đó thôi à. Còn cái váy thì 400, đôi giày thì 400 luôn à. Áo bên trong sao? Áo bên trong thì cũng second hand luôn anh, 550.000 thôi. Được cái là cái chân ngủi thêm là 200.000 nữa. Tổng giá trị outfit thì người bạn là khoảng bao nhiêu? Tất cả đồ này là đồ cho, là đồ bự. Cái áo thì mình được cho. Cái quần thì mình mua second hand thôi tầm 100 mấy. Đôi giày thì mình được cho. Cái mũ MLB 1 triệu mấy, 2 triệu mình không nhớ nữa. Cái áo của Puma 4.500.000 hay 4.900.000. Cái quần này tầm tổng hai cái tầm 500 đi. Đôi giày ba chắc là tầm 3 triệu hơn. Cái túi này rẻ lắm, cái túi này chắc là 400 gì đó. Cái này iPhone 4 Pro Max Tiếp Pro. Nó tầm 30 triệu. Ba hơn 500GB là gì vậy? 500GB là 30 mấy hơn 40 nhờ. Vậy là tổng hết là tầm khoảng bao nhiêu nhỉ? 50 triệu. Là từ món đồ trên người anh là khoảng bao nhiêu tiền? Dạ áo là tầm 150, còn quần thì chắc 300, còn giày là 350, còn mấy cái phụ kiện thì em không rõ. Em mua những món đồ này ở đâu nè? Dạ ở trên Shopee. Shopee à? Đúng. Hãy cho mình hỏi xem là giá trị trên những món đồ của trên người bạn là khoảng bao nhiêu? Nhất là 80.000, quần là 250, áo hai hen 19.000. Áo trong 300, phụ kiện 800. Vậy bạn hãy tiết lộ cho mọi người biết là cái gu thời trang của bạn kiểu như thế nào. Mình không có gu thời trang, mình cảm thấy nào mặc hợp là mình mặc. Bạn hãy tiết lộ từng giá trị từng món đồ cho người bạn được không? Ok. Yếu mình mua đồ si 82.000. Áo của bạn cùng phòng, túi được tặng, giày cũng đồ si 650 thôi. Ok. Bạn hãy tiết lộ phong cách của bạn thường theo kiểu như thế nào? Thì mình kiểu freestyle thôi, kiểu gì thích kiểu gì, chủ yếu là đồ si. Thì mình không nhớ rõ nữa nhưng mà toàn bộ là đồ second hand mình săn được. Nói chung là cũng mình mua cũng lâu rồi nên mình không nhớ được. Có mỗi cái áo này là khoảng mình mua trên TikTok shop tầm khoảng 100 mấy, mình không nhớ nữa. Vậy bạn có thể tiết lộ cho mọi người biết là cái gu thời trang của bạn? Gu thời trang của mình kiểu mỗi ngày mỗi kiểu. Mình thích gì là mình mặc đó thôi, mình không có theo một phong cách nào hết. Chỗ phong cách nào nhất? Bình thường thì mình hay mặc kiểu Moringa ấy, mà hôm nay do mình mới làm tóc cho nên mình đổi style.